học gia Hana Ái Hành Trần sẽ chia sẻ với chúng ta về cái sản phẩm nước uống từ thiên đường G3. Dạ, xin mời chị Hana. Vâng, xin chào cô Thập Nương và tất cả các cháu, các bạn có mặt và vinh dự để được chia sẻ về cái G3 hay là G3 ngày hôm nay nhé quý vị. Thì bây giờ mình đi thẳng vô cái bài nói chuyện nhé. Thì các bạn biết rồi là G3 là một loại nước ép giàu chất dinh dưỡng, là tại vì nó từ siêu quả quý được đánh giá cao ở miền Nam châu Á, và nó đã có lợi ích dinh dưỡng đã được minh chứng một cách khoa học để bảo vệ tế bào, là hầu hết để trong số các cái chất mà tại vì trong đó nó tiếng Anh nó gọi là phytonutrient. Nutrient là dinh dưỡng, còn phyto là về quang phổ học đó quý vị. Có một số trái cây ngoài kia, không phải tất cả các số trái cây, nó sẽ có những cái chất dinh dưỡng mà nó được tạo ra và từ cái ánh sáng, nhưng mà cái công dụng của nó đó là nó là một cái dạng mà carotenoid. Thì cái này chỉ carotenoid hoặc là phytonutrient mình không dịch tiếng Việt Nam được, nhưng mà phyto mình dịch riêng ra là quang về ánh sáng ha. Còn nutrient là dinh dưỡng thì mình dịch riêng cái đó cho quý vị được, thì quý vị có thể hiểu kiểu nào cũng được nhá. Thì cái đó là cái chất dinh dưỡng, nó là như vậy. Nhưng mà nó độc đáo ở cái chỗ đó, nó là một cái dạng carotenoid. Carotenoid là cái tên của một cái nhóm, của một cái số carotenoid, là một số nhiều nhóm antioxidant, tức là nhiều nhóm oxy hóa ở ngoài kia, có nhiều tên khác nhau. Thì carotenoid là một tên, là một cái tên của nhiều, trong đó nó có nhiều nhóm oxy hóa trong đó. Thì carotenoid nó nằm ở trong cái thành phần của G3 nhá. Thành ra đây là một cái loại phytonutrient mà cực mạnh và có cái tính sinh học rất là cao. Thì cái tên ở trong cái nhóm carotenoid, tức là trong cái thành phần chất chống oxy hóa gọi là carotenoid đó, lại có một cái chất gọi là lipocarotene. Nó là cái sub group, tức là nó là cái nhóm phụ ở dưới trong cái nhóm carotenoid chống oxy hóa, carotenoid. Ok, thì cái lipocarotene là cái tên của cái nhóm đó, và cái nhóm này đó là chất chống oxy hóa và nó cung cấp khả năng chống oxy hóa cực mạnh, đồng thời nó hỗ trợ chức năng miễn dịch cho mình, tại vì nó có cái chất chống oxy hóa cực mạnh là như vậy. Thì công thức của nhóm của sản phẩm G3 đó được phát triển với cái ba loại siêu trái cây bổ sung. Thì cái thứ nhất gọi là lithium của Trung Quốc, thì mình thấy có người dịch là thanh trà tử, thì mình để đây cho quý vị biết vậy thôi. Nhưng mà mình nhìn trên Google dịch không nổi cái trái lithium này quý vị. Nhưng mà trong quá khứ mình đọc một số tài liệu thì họ gọi lithium là thanh trà tử. Thì cái thứ nhất là lithium của Trung Quốc, cái thứ hai đó là dứa của Siberia, và thành phần thứ ba trong G3 đó là cái trái Cili, là Cili. Mình cũng không muốn dịch ra là tại vì Google dịch không nổi, thành ra mình cứ gọi nó là Cili nha quý vị. Thì nó kết hợp với nhau và mang lại ba cái thành phần này kết hợp với nhau mang lại cái tính chất miễn dịch rất là cực kỳ hiệu nghiệm và cực kỳ cao cho mình ha. Thì công thức của G3 đó mà được phát triển với cái bà công thức của quan trọng hơn nữa đó là công thức của G3 đó là hoạt động như là một cái kho chứa chất dinh dưỡng tự nhiên và duy trì cho cái sự sống của con người, là tại vì chúng đặc biệt rất là giàu cái chất chống oxy hóa cho mình và nhiều vitamin và nhiều khoáng chất ở trong đó, và kể cả nó có nhiều chất phytonutrient, tức là dinh dưỡng quang phổ cực kỳ mạnh và có lợi cho cơ thể của loài người. Thì cái đó nói tổng quát G3 là gì đó quý vị ha. Thì là mình biết rằng nhiều loại trái cây đó ở ngoài kia đó, có rất là nhiều loại trái cây mang lại lợi ích sức khỏe cụ thể và nhắm mục tiêu và có thể được sử dụng như là một thành phần quan trọng trong cái sự duy trì bảo vệ sức khỏe cho mình. Nhưng mà không may đó là nhiều cái sản phẩm mà nước ép trái cây trên thị trường hiện tại đó thì nó bán và nó nói bổ cái này bổ cái kia, nhưng mà nó không có khoa học chứng minh, thì do đó nó đã gây ra hiểu lầm và tại vì nó đã xây dựng cho một cái hy vọng sai lầm ở người tiêu dùng quý vị. Thì do đó cái sự khác biệt của G3 của mình là như vậy. Sự khác biệt của Pharmanex G3, Pharmanex G3 là tận dụng nghiên cứu và các dữ liệu từ công nghệ của công ty này hả? Và dùng cả cái được minh chứng với cái hiệu nghiệm của cái G3 đó, được minh chứng với cái máy biophotonic scanner không? Thì được thiết kế là có minh chứng đàng hoàng nha quý vị. Thành ra công ty của mình khác biệt ở cái chỗ đó. Mà ngoài ra đó
G3 còn được chế tạo với một cái quy trình điều khiển chất lượng cao cấp là 6 quality, 6S quality control đó quý vị, là chương trình điều khiển 6 chất lượng cao cấp của Pharmanex. Cái đó là sự khác biệt thứ hai. Khác biệt thứ nhất là G3 được minh chứng hiệu nghiệm là nhờ cái máy biophotonic scanner. Cái minh chứng khác thứ hai đó là G3 được sản xuất dưới cái sự điều khiển nghiêm túc với 6 tiêu chuẩn điều khiển nghiêm túc của 6S quality control, và do đó nó khác biệt ở cái chỗ là sạch sẽ, tinh khiết, trong sạch, không có nhuộm bẩn bậy bạ ha. Và do đó nó vì nó tinh khiết sạch sẽ cho nên nó an toàn cho cơ thể mình dùng cả đời mình không có bị hư hại được phủ ngũ tạng của mình. Và cái thứ ba là nó được minh chứng được ha, tinh khiết sạch sẽ, phía sĩ an toàn và effective. FFT tức là hiệu nghiệm, làm sao mình biết được là qua cái máy biophotonic scanner quý vị ha. Thì là nói thêm nữa đó, do đó G3 là một cái hỗn hợp nước ép trái cây độc đáo do thiên nhiên cung cấp và được thử nghiệm theo thời gian thông qua sử dụng truyền thống và được chứng minh hiệu quả bởi khoa học hiện đại tiên tiến của công ty Pharmanex New Skin nhá. Có minh chứng khoa học đàng hoàng chứ không phải là như các hãng khác họ bán, họ nói cứ uống đi bổ này bổ kia mà mắt không thấy làm sao mình biết. Làm sao mình biết, và không có máy đo làm sao mình biết, và làm sao mình nó không có 6S quality control, nó không có sự tiêu chuẩn 6S điều khiển nghiêm chất, làm sao mình biết nó sạch quý vị hả? Thì cái đó là sự khác biệt của G3 đối với các nước trái cây khác nha quý vị. Và các chất dinh dưỡng có trong cái hỗn hợp của nước G3 đó hoàn toàn là thiên nhiên và giúp cho trẻ hóa và bảo vệ tế bào ha. Và trong khi đó nó hỗ trợ luôn cả chức năng miễn dịch khỏe mạnh, thì tất cả đều ở dưới dạng sinh học tiên tiến và cao cấp quý vị nha. Thì G3 cũng được đảm bảo để tăng điểm số của carotene, thì mình mới nói rồi là có thể bảo đảm là do công ty, là nếu mà mình đo mà không tăng đó thì trả tiền lại, thì luôn luôn là thành công. Cho nên cái đó là cái sự hiệu nghiệm, là cái tính chất thứ ba của cái 6S quality control đó quý vị ha. Thì sự kết hợp độc đáo của cái phytonutrient đó, thì phytonutrient là trong G3 đó thì có nguồn gốc từ các cái siêu quả được lựa chọn cẩn thận theo truyền thống, được sử dụng trên toàn thế giới quý vị ha. Và các đặc tính phục hồi của chúng, tức là nó làm cho phục hồi những cái vết thương ha, hay là các cái lợi ích về dinh dưỡng đã được xác nhận thông qua các nghiên cứu lâm sàng khoa học đàng hoàng. Nói tóm lại, đây là một sản phẩm có minh chứng khoa học, chứ không phải là cứ chế ra để đưa cho người ta uống mà không có khoa học minh chứng nha quý vị. Cái đó là những cái sự khác biệt của sản phẩm G3 của chúng ta nha quý vị ha, của công ty Pharmanex New Skin. Rồi thì người bản địa ở Nam Á từ lâu đã đánh giá rất cao các cái loại quả này ha, vì khả năng thúc đẩy sức khỏe của nó là một, khả năng miễn dịch là hai, và tăng trưởng của trẻ em, tức là chống được bệnh còi đó quý vị ha. Thì thưởng thức trái cây này đó, người ta được gọi là từ thiên đường, là tại vì người Hồi giáo ngày xưa đó người ta cũng đã tin rằng cái loại trái cây này đó đã giúp tăng cường sức khỏe và sự khỏe mạnh, là dùng ở người Hồi giáo cũng đã dùng ha quý vị ha, cái minh chứng là như vậy. Và nghiên cứu hiện đại của công ty Pharmanex New Skin đó đã cho thấy là cái G3 đó chứa một cái lượng tập trung rất là cao của một cái dạng carotenoid độc đáo. Carotenoid là tên của cái nhóm chất chống oxy hóa và rất là độc đáo và có tính sinh học cao, họ gọi là lipocarotene. Thì cái tên của cái chất mà chống oxy hóa trong cái G3, thành phần chính nó là cái đó. Thì G3 đã được phát triển với ba loại trái cây bổ sung từ lithium thì là từ miền Nam Trung Quốc, và trái dứa Siberia thì là đương nhiên từ châu Á, và cái trái Sili là từ vùng núi của Trung Quốc nha quý vị. Và sự kết hợp của ba loại siêu trái cây này, gọi là siêu trái cây là tại vì cái chất chống oxy hóa của nó cực mạnh đó quý vị. Thì cùng với cái lipocarotene ở trong trái gốc đó, là thành phần của trái gốc đó, thì cung cấp cho rất nhiều lợi ích của sức khỏe. Thì những lợi ích dưới này là 7 lợi ích chính nha quý vị. 7 lợi ích chính là của G3 là gì? Cái thứ nhất là giúp hỗ trợ trẻ hóa tế bào. Cái thứ hai là làm chậm lại các tác động phổ biến của lão hóa thông qua cái sự bảo vệ DNA, tức là bảo vệ cái gen của mình quý vị. Và cái thứ ba đó là cải thiện cái điểm số carotene, là được chứng minh bởi cái máy biophotonic scanner, tức là có minh chứng đàng hoàng ha quý vị. Đó là sự khác biệt của mình đối với các nước trái cây khác. Và cái số 4 là tăng cường phòng thủ chống oxy hóa để chống lại sự tổn thương của gốc tự do của tế bào. Và cái thứ 5 là hỗ trợ chức năng miễn dịch cho cơ thể mình được khỏe mạnh.
và do đó cơ thể mình được khỏe mạnh là tại vì nó hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch của mình ha. Và cái thứ sáu là nó làm cho hỗ trợ làn da đẹp ra và đôi mắt, nó làm cho sức khỏe của da và sức khỏe của mắt. Do đó mình dùng G3 lâu năm thì cái da mình sẽ đẹp ra và mắt mình sẽ sáng ra là vì vậy quý vị ha. Và cái thứ bảy ai cũng, đa số đàn ông ai cũng thích là hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, có minh chứng lâm sàng đàng hoàng nha quý vị. Ok, thì đó là bảy cái hỗ trợ lợi ích chính của cái sản phẩm G3 của mình. Nhưng mà ngoài ra đó, mình đọc thêm cái này bên ngoài quý vị, là cái trái Cili á, cái trái Cili đó, cái thành phần thứ ba của G3 đó, cái trái Cili đó được mệnh danh là The King of Vitamin C, tức là ông vua chúa của cái vitamin C trên trái đất, là tại vì nó có nhiều, rất là nhiều vitamin C hơn tất cả các cái trái cây khác. Tại vì mỗi mỗi 100g của cái trái cây đó, của cái trái Cili này á, nó chứa 2500mg vitamin C. Ok, thì có nghĩa là nó 46 lần cao hơn cái lượng hàm lượng vitamin C trong cái trái Cili này nè. Nó có 46 lần cao hơn cam và nó 10 lần cao hơn trái kiwi ha quý vị. Rồi đồng thời đó, cái trái Cili ở trong G3 đó, nó cũng chứa more flavonoid. Flavonoid là một cái tên của một cái chất chống oxy hóa, có vậy thôi. Chất chống oxy hóa nó có nhiều tên lắm, thì cái này là flavonoid ha quý vị ha. Thì là nó chứa nhiều cái flavonoid, không nói được cái chữ này, flavonoid, flavonoids quý vị. Nó chứa nhiều flavonoid hơn tất cả những cái trái cây và kể cả rau củ khác, là tại vì nó rất cao. Ngoài ra đó, nó rất cao trong cái vitamin E, vitamin A, tiếng Việt là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin D và vitamin E đó quý vị ha. Và ngoài ra nó còn chứa rất nhiều cái, nói về trái Cili nha, nó còn chứa rất nhiều cái amino acid, tức là cái cấu trúc của chất đạm, của protein. Ok, và những cái acid đó gọi là lysine, lysine, isoleucine và phenylalanine và threonine, tức là năm cái loại này là cái trái Cili nó cực kỳ như vậy đó quý vị. Nó có năm cái loại mà cấu trúc của amino acid, tức là cấu trúc của chất đạm đó, ở trong cái loại trái này. Thì ngoài ra đó, nó còn có nhiều cái trace element, nó có nhiều khoáng chất ở trong đó nữa, như là calcium, phosphorus, iron, magnesium, zinc, copper, germanium, strontium and selenium. Đây là những cái khoáng chất mà cơ thể mình cần cho những cái biến chuyển, cái sự trao đổi chất trong tế bào của mình. Thì các bạn thấy là những cái thứ, cái trái cây này nó cực kỳ ghê gớm chưa ha. Mình nói là potential, tức là potent, tức là rất là powerful quý vị ha. Thì cái polyphenol ở trong Cili đó đã được minh chứng là có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư cho mình và kể cả bệnh tim nữa quý vị nhá. Thành ra và đã, cái minh chứng này đã được well researched, tức là đã được nghiên cứu minh chứng đàng hoàng bởi Mayo Clinic. Mayo Clinic là một cái viện rất là nhiều về nghiên cứu về ung thư ở bên Mỹ và rất là nổi tiếng đó quý vị nha. Ok, thì mình thường thường khi mà mình nói chuyện mình hay đưa ra những cái minh chứng lâm sàng về liên quan cái xét nghiệm lắm, tại vì chỉ có cái đó mới làm mình tin thôi. Nếu mà sản phẩm nào nói tốt tôi không cần biết, nhưng mà tôi muốn thấy minh chứng khoa học thì cái đó là cái máu của mình nha quý vị. Ok, thì bây giờ cái điều gì, có những câu hỏi đặt giờ mình đi ra mình chia sẻ, thì cái điều gì làm cho mình biết để mình có thể chia sẻ là đó là những cái điều trên mình đã nói là nó độc nhất và nó khác biệt là như vậy ha quý vị. Thì cái đây là cái loại nước ép trái cây đầu tiên mà có sẵn, mà nó cực kỳ powerful, nó cực kỳ mạnh như vậy để hỗ trợ con người mình ha quý vị ha. Và cái khác biệt thứ hai nữa đó là cái lipocarotene đó, thì nó là cái lý do mà nó tạo ra cái màu đỏ rất là độc đáo không, để phân biệt nó với tất cả các loại nước ép khác quý vị ha. Và nó cũng rất là ngon, trẻ con có thể dùng được mà không có bị trở ngại ha, mà không cần cho đường quý vị, tại vì cái ngọt rất là tự nhiên của nước gấc và của cái trái Cili với lại cái dứa đó, nó là như vậy, nó tạo ra cái vị mà dễ uống cho trẻ con. Ok, rồi thì cái hỗn hợp, cái hợp chất của G3 đó là G3 với lại Cili với lại Cilium với lại dứa Siberian là độc quyền, chỉ có cái công thức đó đó chỉ có Pharmanex New Skin có mà thôi quý vị nha, độc quyền rồi, được độc quyền rồi ha. Thì cái đó là mình được độc quyền cái vấn đề đó. Và
Các câu hỏi mà mình có thể gặp đó là hỏi là tại sao cái lipocarotene quan trọng. Lipocarotene là thành phần của G3 đó quý vị. Là tại vì trong cái lipocarotene đó, là nó là một cái mạng lưới của các cái chất chống oxy hóa gọi là carotenoid, và đồng thời nó gọi là lipo là lipid đó, là mỡ, là axit béo đó quý vị. Và carotene có nghĩa là carotenoid, tức là chất chống oxy hóa. Và vì vậy trong cái gốc á, nó có nó là một cái mạng lưới có chất chống oxy hóa gọi là carotenoid cộng với lại axit béo, và do đó nó cho phép cái sự hấp thụ và vận chuyển cực kỳ hiệu quả cho các cái chất dinh dưỡng này ở trong cơ thể của con người mình ha. Thì đối với cái gốc á, cái G3 đó thì cái hàm lượng của axit béo rất là tương đối cao đó quý vị ha. Và ngoài ra nó còn nhờ vậy mà nó tạo ra một cái mạng lưới mà để cho cái lipocarotene, tức là cái tên của cái trái G3 đó quý vị, cung cấp cho cái chất các cái chống oxy hóa mà có tính chất sinh học cực kỳ cao quý vị. Nói tóm lại thì là vì vậy mà nó hấp thụ tốt hơn so với các nước trái cây khác nhá, là tại vì cái lipocarotene là cái thành phần của chất G3, nó giúp cho cái sự hấp thụ vô con người mình á, chất bổ á, vô con người mình cao hơn so sánh với các beta carotene, tức là các cái chất chống oxy hóa của các loại rau củ bình thường khác quý vị. Thành ra cái sự khác biệt nó vẫn là như vậy ha. Cái trái gốc á, một mình nó đó, nó chứa rất là nhiều carotenoid, tức là nó chứa nhiều cái loại chống oxy hóa, mà nhưng mà đó, cái lycopene á và cái beta carotene á là hai cái tên của cái thành phần trái gốc, là những carotenoid, hay là tiếng Việt Nam chất chống oxy hóa carotenoid chiếm ưu thế quý vị nhá. Thì gốc không chỉ giàu carotenoid, chất chống oxy hóa carotenoid không thôi hơn trái cây và rau quả thông thường, là bởi vì nó cung cấp các chống oxy hóa quan trọng này ở cái dạng lipocarotene. Lipo là chất axit béo, còn carotene là chất chống oxy hóa gọi là carotene. Thì đây là những cái gì mà nó khác biệt của cái trái gốc đối với các cái loại trái cây khác ở trong cái chai G3 của mình đó quý vị. Thì cái chất chống oxy hóa carotene ở trong G3 được hấp thụ tốt hơn cái chất carotenoid từ các loại trái cây và rau quả thông thường quý vị. Và trong nghiên cứu lâm sàng đàng hoàng đó ha, thì đã thấy cho thấy rằng đó mỗi một cái quả gốc đó mà nếu mà mình dùng 3.5 mg của gốc mỗi ngày đó, thì cho thấy cái nồng độ của beta carotene ở trong máu của mình đó, cao hơn cùng với cái 3.5 mg của các loại trái cây khác. Ok, thì cái đó là một cái mình mới đưa ra những cái gì khác biệt của trái gốc đối với ấy thôi, đối với những loại nước trái cây khác. Thì đại khái cái bài này nó chỉ có tới đây thôi quý vị nhé. Cảm ơn cô Hana rất nhiều. Tại sao nó chỉ là nước trái cây thôi mà nó lại mắc tiền thế? Oh my god. Vì người ta so với các cái loại nước trái cây ở trên thị trường á, người ta thấy như thế. Rất cảm ơn, hôm nay là đã được bổ sung rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà rồi có một câu hỏi và những cái thành phần mình đã nói rồi trong bài, nhưng mà bây giờ có một cái minh chứng, đó là cái máy bio photonic scanner. Cứ đem họ đo tới before và after, nó nói ngay tại đó. Có một câu hỏi cho cô Hana. Câu hỏi này hôm nọ mình cũng có nghe các bạn khác hỏi, tức là phụ nữ có bầu có dùng được nước gốc hay không? Dạ không, là tại vì đã có thí nghiệm lâm sàng đó là sẽ bị hư thai. Thành ra từ 12 tuần cho tới 20 tuần đầu có bầu không được uống nước gốc. Thì bây giờ cái thí nghiệm là nó đã xảy ra cho những người phụ nữ có bầu từ 12 tuần cho tới 20 tuần, nhưng mà đối với mình có bầu thì đừng uống cho nó chắc ăn. Là tại vì đã có chứng minh lâm sàng là những phụ nữ có bầu 12 tuần cho tới 20 tuần á, mà nếu dùng cái nước gốc á, thì cái chất chống oxy hóa của nó quá mạnh á, thì nó sẽ làm hư thai, thành ra họ không cho dùng, tức là không cho dùng được bầu. Ngoài ra rồi thì... xin cảm ơn. Rồi xin cảm ơn rất nhiều, và giờ Zoom cũng đã hết. Xin chào ạ.